Khôi rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn một bộ truyện của tác giả Lê Nguyệt. Bộ truyện này Khôi dự định làm trong 4 tập và bộ truyện được mang tên Những điều không tưởng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Tin cậu hai, quý tử của bà Hồ Chánh tự dẫn chết trong phòng ngủ ở tuổi 30 khi đang công thành danh toại, làm chấn động cả huyện Bình An. Bà Bá Hộ chết ngất bên thi hài con trai duy nhất của mình, khóc réo tên con, nghe não ruột và thê thảm. Cậu hai Gia Bảo là con cầu con khẩn của ông bà Bá Hộ Chánh. Ông có ba bà vợ, nhưng chỉ một mình bà cả có con. Họ cưới nhau gần 10 năm, bà vẫn không sinh được một con nào, nên ông cưới thêm hai bà nữa, nhỏ hơn ông cả chục tuổi, hy vọng kiếm con nói giỏi. Nhưng ngờ đâu, ba người đàn bà đều tịch đường sinh đẻ. Chuyện bà cả sinh được cậu con trai quý tử này cũng có huyền thoại lạ lùng, chỉ bà và tài xế Ken biết mà thôi. Chuyện là, bà cả không cam tâm, ngày đêm cầu thần khấn Phật, nơi nào có chùa chiền linh thiêng đều kêu taxi Ken chở tới cúng bái sinh con. Bà ăn chay nằm đất, nguyện rằng nếu cho bà sinh được con, dù trai hay gái, tức thì bà sẽ làm từ thiện tích đức cho con mình. Trên đường từ chùa về, bà nghe tiếng con nít khóc oe oe mà rất lớn trong bụi cỏ rậm rạp. Bà liền kêu tài xế dừng xe xuống xem, phát hiện ra một bé gái chừng mấy ngày tuổi được cuốn trong chiếc khăn rách nát cũ mềm. Động lòng trắc ẩn, bà bế nó lên và nói với anh tài xế: "Đem nó về nuôi Ken à, để đây nó sẽ chết, mà tao cũng đang muốn có con." Được bà ẵm trên tay, bé gái nín khóc. Chỉ mới mấy ngày tuổi thôi mà nó nhoẻn miệng cười, làm trái tim bà Bá Hộ reo vui một cách kỳ lạ. Ngờ đâu, khi xe chạy được một đổi, bà thấy nó dịu quạt, mở ra xem thì nó đã ngưng thở rồi. Tim bà nhói đau. Những dòng lệ khóc đứa bé không quen biết tràn ra khỏi mắt bà. Bà Bá Hộ kêu Ken dừng xe lại, tìm chỗ chôn cất đứa nhỏ đàng hoàng. Sẵn còn nhang đèn, bà thắp cho nó mấy nén hương và lăm răm khấn vái: "Thôi, kiếp này con đầu thai không đúng chỗ rồi, bị sinh ra từ người mẹ vô tình bất nhân. Hãy yên nghỉ và siêu thoát đi, đừng vương vấn chi thành cô hồn cát đản nha con." Chuyện đã qua rồi, bà cũng quên luôn. Nhưng sau lần đó, bà lại mang thai và sinh ra đứa con trai này. Phải nói, ông Bá Hộ mừng vui không kể xiết, trịnh trọng đặt tên là Gia Bảo, cưng như cưng trứng, hướng như hướng hoa. Gia Bảo cũng xứng đáng với lòng thương yêu của cha mẹ. Cậu ngoan ngoãn nhân hậu, học hành giỏi giang, thường hay giúp đỡ người nghèo, nhất là những tá điền bị cha anh bắt nạt. Đã làm chủ một xưởng gỗ lớn nhất nhì huyện đang ăn nên làm ra. Gia Bảo không theo con đường công danh mà toàn tâm toàn ý mở xưởng để nhận người giàu làm, giúp họ có thu nhập, nên anh được mọi người yêu quý. Có điều, khi được sinh ra, Gia Bảo khỏe mạnh, khuôn mặt nhìn rất dễ thương, chân mày lá liễu, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, sống mũi dọc dừa, đôi môi đỏ âu luôn chúng chiếm cười, tay chân mềm mại mịn màng, tiếng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, càng lớn càng hiện rõ cậu thanh niên này có nhan sắc của một mỹ nữ. Nhưng điều đó cũng chẳng sao, cách ứng xử của anh đúng là bậc nam nhi chi chí, chính nhân quân tử. Vậy thì tại sao tuổi xuân phơi phới lại tìm đến cái chết như vậy? Nếu không chứng kiến cậu nằm ngay ngắn chết cứng trên giường, thì ông Bá Hộ lại đổ thừa rằng ai đã mưu sát con trai của ông không chừng. Nhưng dù không một ai biết gì, thì cũng có hai người có thể đoán ra nguyên nhân cậu hai Gia Bảo kết thúc cuộc đời mình. Đó là ông Bá Hộ Chánh và tài xế Ken. Hàng ngày, tài xế Ken đến đưa cậu hai đến xưởng gỗ và chiều thì rước về. Mấy hôm Gia Bảo nhận nhiều đơn hàng quá nên ở lại xưởng động viên người làm. Bà Bá Hộ nhớ con trai nên kêu ông lên coi sao mà cậu lâu về vậy. Ông Bá Hộ Chánh rất mực cưng con, dù rằng Bảo không bao giờ làm theo ý ông là khó khăn chủ tớ với công thợ. Ông nhiều lần đốc thúc Gia Bảo cưới vợ, nhưng cậu cứ hẹn lần hẹn lượt, mà coi bộ cậu cũng chưa từng để mắt tới cô gái nào. Bá Hộ Chánh nổi tiếng keo kiệt, tá điền của ông hệ tới mùa vụ mà không đông đủ lúa thì ông đến tận nhà lục soát, có gì cũng đều vơ nấy. Gia Bảo biết việc làm của cha là thất đức, nhưng anh không có cách nào cản ngăn.
chị âm thầm giúp đỡ cho họ có cái ăn cái mặc. Trước khi Gia Bảo ra đời, bà cả cũng cùng một ruột với chồng. Nhưng khi sinh được con trai rồi, bà nhớ lời thề của mình nên luôn tích đức cho con. Gia Bảo biết mẹ một bụng với mình nên rất yêu thương và quấn quýt bà. Bá Hộ Chánh đến xưởng gỗ, thấy hàng hóa đầy ứ, người làm đông đảo, tủ ghế cao cấp, ngày thường cũng giao dịch tấp nập, trong bụng thầm khen và tự hào về con trai mình quá đỗi. Gia Bảo theo cha về nhà. Trên đường về, hai bên cánh đồng lúa vừa mới gặt xong, lúc này tiện cho việc chạy đồng của nông dân chăn dịch. Tuốt đằng xa, Bảo thấy một thanh niên đang lùa bầy dịch rất đông, ước chừng mấy ngàn con đang băng qua lộ, chắc muốn chạy đồng vì thửa ruộng bên kia vừa mới gặt xong. Bảo nghe cha nói lớn: "À, thì ra là thằng Thanh, anh con Hàng, con của tên khốn Lý Trưởng Cát. Thằng cha nói với tao có mối thù bất cộng đáy thiên. Tuy hắn đã chết rồi, gia tài khánh kiệt, con gái đi chăn dịch cho hương quản xưa, con trai mần mướn kiếm cơm nuôi mẹ bệnh. Nhưng thấy mặt hậu duệ của hắn, nhớ tới chuyện cũ là tao ứa gàn. Càng, mày bấm kèn cho đám dịch chạy tán loạn tao coi." Dứt lời, không đợi can, Bá Hộ Chánh trồn tới nhấn kèn in ỏi. Đúng vậy, đám dịch nghe tiếng kèn chạy táo tác không hề ngủ, tràn ra khắp lộ. Thanh xoay trở giáp vòng, vẫn không đưa chúng qua được ruộng bên kia. Thấy can có vẻ chần chừ, sợ cứ lao xe tới sẽ cán chết dịch, thì Bá Hộ Chánh quát lớn: "Cán chết mẹ mấy con dịch cho tao!" Gia Bảo thất kinh cản ngang cha: "Không được cha ơi, cha cũng nói anh này hiện đang đi làm mướn nuôi mẹ bệnh, em gái chăn dịch cho hương quản. Cha cán chết dịch á, thì lấy tiền đâu mà ảnh đền cho người ta? Rồi đứa em thất nghiệp, cha sẽ đẩy người ta vào đường cùng đó." Bá Hộ quay sang con trai: "Con mắt lấp tai ngơ vụ này đi. Nó túng thiếu nghèo đói thay kể xác nó, miễn cha trả được cái hận trong lòng với thằng cha nó mới hả dạ." "Hận gì mà lớn dữ vậy cha?" Bá Hộ không trả lời con trai mà dục can lái đâm vào đàn dịch đang ngổn ngang trên lộ. Không thể trái ý chủ được, can cán chết vô số dịch. Thanh hoảng kinh, quăng cây đang lùa dịch chạy ra cản đầu xe. Can thắng xe lại. Bá Hộ Chánh nổi giận bước xuống xe, cầm ba ton chỉ vào mặt Thanh, quát: "Mày là thằng nào? Ăn gan trời hay sao mà dám cản đầu xe tao vậy? Có biết tao là ai không?" Thanh cũng không hèn, anh đưa cặp mắt oán trách nhìn ông rồi rắn rỏi nói: "Con biết chứ, ông là bá hộ giàu có bậc nhất huyện này. Nhưng đám dịch của con đâu có lỗi gì với ông. Sao ông lại nỡ cán chết quá nhiều vậy? Ông chỉ cần dừng xe lại một chút để con lụa nó băng qua lộ là xong. Đằng này ông bóp kèn in ỏi cho nó chạy tán loạn rồi nhẫn tâm cán chết. Ông bá hộ ơi, dịch này là em gái con chăm cho người ta. Hôm nay nó bị bệnh, con thay nó. Số dịch chết này con đền sao nổi đây?" Bá Hộ tàn nhẫn đánh thật mạnh cây ba ton lên vai Thanh, hầm hừ: "Khốn kiếp, mày bắt lỗi bắt phải tao đó sao? Ai cho phép mày thả dịch trên đường đi chứ hả? Để nó làm chướng ngại vật á, nếu tao không cán chết nó thì nó dồn đống lật xe tao gây tai nạn hay sao? Vậy mà còn đứng đó già hàm, ý muốn tao đền tiền cho mày hay gì? Nằm mơ đi con. Thằng Lý trưởng cũng không dám nói chuyện với tao cái kiểu đó. Mày là cái thái gì hả? Lập tức biến ngay, không thôi á, số phận mày sẽ như con dịch nằm kia bây giờ." Thanh bặm môi, là con trai mà nước mắt chảy ràn rụa. Anh không sợ thế lực của bọn cường hào, nhưng anh biết nếu số dịch này bị tổn thất thì em gái mình sẽ bị tên hương quản trừng phạt. Đã nhiều lần hắn ta dòm ngó nhan sắc của Hằng muốn lấy cô, nhưng hắn ta, cái tên hương quản xưa đó nổi tiếng là bẻ hoa, nên anh nhất định theo dõi ngăn cản. Vì vậy hắn vẫn còn đang căm thù anh. Sẵn dịp này thế nào cũng có chuyện. Nhìn thấy toàn bộ sự việc, Gia Bảo nghe xốn xang trong lòng. Anh mở bóp rút một nắm tiền, cẩn thận cuộn tròn thật nhỏ rồi nắm chặt trong tay, dặn dò tài xế can: "Khi con bước xuống lùa đàn dịch tránh qua thì chú cho xe chạy qua khỏi ngang chú, để đôi con một hồi cha con đánh chết người ta đó." Tài xế can gật đầu: "Tôi biết rồi, để tùy theo tình hình mà liệu." Ông vốn cảm kích tấm lòng biển cả của cậu chủ nhỏ, trái ngược một trời một vực với cha cậu là kẻ bồn và hẹp hòi. Ông can biết rất rõ mối thù giữa Bá Hộ Chánh và Lý Trưởng Cát. Thật ra ông Cát có lầm lỗi gì đâu, chẳng qua ông vốn là con nhà giỏ, cả cái huyện này nghe tới tên ông ai cũng để mạc. Do một lần bắt cướp, một mình ông tay không quật ngã năm người nên mới được quan trên cất nhắc lên làm lý trưởng. Lúc đó
bá hộ chánh đang tuổi trung niên sung sức, vốn không coi ông Cát ra gì, tự tin mình chỉ cần dùng năm thành công lực là sẽ hạ gục đối phương, nên thách đấu. Ông Cát từ chối nhiều lần vì không muốn xích mích với tay bá hộ nổi tiếng nhỏ nhen thù dai. Nhưng ông chánh thì lại huynh hoang tự đắc, đi tuyên bố khắp nơi là ông Cát chỉ hữu danh vô thực. Chuyện tới tai Tri Huyện Thành, lúc bấy giờ vốn là người yêu chuộng võ thuật, nên động viên ông Cát chấp nhận thách đấu. Ông huyện sẽ tổ chức một buổi đấu võ đài hãn hội, để ai muốn thi thố võ thuật thì thỏa sức trổ tài. Người nào đoạt giải quán quân sẽ có thưởng hậu hĩnh và danh chính ngôn thuận, nhận sắc phong chức hương quản trước mặt bàn dân thiên hạ, không sợ bị chơi xấu hay bị trù dập sau trận đánh. Để mặt quan Tri Huyện, ông Cát đồng ý, nhưng yêu cầu Tri Huyện Thành cứ tổ chức võ đài, ông sẽ tham gia, chứ đừng tuyên bố chấp nhận thách đấu với bá hộ chánh. Huyện Thành thông báo toàn dân của huyện, đến ngày đó tháng đó có mặt tại khán đài để xem. Ai tham gia trận đấu, dù thắng hay thua, cũng sẽ có tiền thưởng. Giải quán quân sẽ là 50 đồng tiền vàng. Mục đích chính của lần đánh võ đài là để giao lưu võ thuật. Ai lợi dụng đấu võ mà công làm tư thù, nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Ông chánh mừng như bắt được vàng, cho người loan tin ra rằng hôm đó ông sẽ cho Lý Trượng sáng mát, để không còn vinh vang nghĩ rằng mình số một ở đây. Võ đài được lập tại bãi đất trống của huyện với sự tham dự của hầu hết các nhân vật có chức sắc. Khán đài được bày biện kiên cố bằng loại ván có bề dày 1 tấc 2, chiều dài 3 mét, rộng 3 tấc, cứ 2 tấm nối làm một ken, khích lại 2 đầu nẹp cứng bằng 2 thanh sắt dài, tránh trường hợp giữa trận đấu quyết liệt ván bị bung ra. Khán đài hình vuông, diện tích 36 mét vuông, thật là rộng rãi và hoành tráng. Người đến tham gia trận đấu và đến xem đông như trải hội, quang cảnh nhộn nhịp tưng bừng. Hai người đầu tiên lên võ đài, họ đánh rất hăng nhưng không có bài bản gì. Nhanh chóng một người bị rời cuộc, đến nhận giải thấp nhất rồi xuống hàng ghế ngồi xem. Cứ mỗi lần có người thua cuộc thì phần thưởng cao hơn phần trước đó vài xu bạc. Đến người thứ 10 thì coi mồi không còn ai lên nữa. Chừng ấy, bá hộ chánh từ chỗ ngồi phóng chèo lên sân khấu. Nhìn thấy cú nhảy của ông, đủ biết đây là một tay võ sĩ cứng khừ. Nhanh chóng, ông chánh hạ gục đối phương bằng 2 cú đá song phi, tuyệt chưa ra một quyền cước nào. Một mình ông đứng trên khán đài ngân mặt thách thức. Tri Huyện Thành liếc qua Lý Trưởng Cát, ông Cát lắc đầu, ý muốn nói chưa tới lúc. Khi ấy, ngoại trừ những gì có chức sắc và những hương thân phụ lão mới có chỗ an tọa, còn lại thì không có ghế gúm gì ráo, ai đến coi cũng đứng chồm hôm mà reo hò. Khi bá hộ chánh thượng đài thì phần đông đều muốn có người trừng trị lão ta bằng cách minh bạch, cùng lão đấu một trận trống mái để dằn mặt kẻ phách lối. Mọi người đều dồn mắt về phía Lý Trưởng Cát, nhưng vẫn thấy ông bình chân như vậy nên tỏ ra sốt ruột. Bá hộ coi mọi khinh thường, mục đích chính của lão chỉ là muốn ăn thua với Lý Trưởng thôi, vì ông Cát bây giờ là đệ nhất võ sĩ đương thời. Thắng một mình ông là coi như thắng cả huyện, nên vinh mặt thách thức. Chẳng lẽ cả một cái huyện lớn như vậy mà chẳng có ma nào dám lên đơn đả độc đấu với bá hộ tôi sao? Lên đi! Không phân biệt tuổi tác, nam phụ lão ấu gì sớt. Tôi đứng chần chừ một đống như gốc cổ thụ đây nè. Ai hạ được tôi á, thì ngoài phần thưởng của Tri Huyện, còn nhận từ bá hộ này 1 đồng tiền vàng chóe nữa. Nhất định là không truy cứu, nếu có lỡ ai bị sức tay gãy gọng là đúng luật chơi thì tôi tiếp hết. Ông chưa dứt lời, thì dưới sân có một bóng người bay chèo lên đứng đối diện. Nhìn kỹ lại là Hồ, tá điền của ông, vừa qua bị ông Lục ổ gà ấp vét cối xay. Khi anh không đông đủ lúa ruộng, đã vậy, Hồ còn bị lão bá hộ cho người đánh một trận thừa chết thiếu sống, dù vợ vừa sinh con mới được có 3 ngày. Ai cũng chăm bẩm nhìn lên, phán đoán rằng hôm nay Hồ thế nào cũng đánh đòn thù lão bá hộ. Linh tính như cũng nghĩ vậy, nên lão ta chơi một màn hết sức hạ lưu đê tiện. Hồ chưa kịp chào sơn giới thiệu tên mình, thì lão chánh đã tung cú đá rất nhanh, rất chuẩn xác vào bụng đối phương. Không có tư thế chuẩn bị, nên Hồ lão đảo, tiếng la hét chơi xấu, lão bá hộ chơi xấu giang dội phía dưới khán đài. Mặc kệ ai phản ứng, bằng động tác chuyên nghiệp như đã từng tham dự nhiều trận đánh lớn, lão dậm chân rất mạnh xuống sàn đấu, đá tung cây trượng dài 2 mét nằm tuốt mị phía trong sân khấu từ lúc nào bật thẳng lên. Lão ta đưa tay nhẹ nhàng đón lấy, rồi tay lăm lăm cây trượng múa dung dút tiến đến gần Hồ tay không. Hồ thất kinh, chưa kịp xoay trở
bỗng nghe keng một tiếng chát chúa. Một bóng người bay dút lên, cầm cây trượng bằng loại gỗ quý đã sử dụng thường xuyên nên bóng mờ, đánh văng cây trượng của bá hộ chánh bật ra khỏi khẩu tay. Bá hộ nghe đâu điếng ở hai ngón tay cái và giữa của bàn tay mạc, nhưng vẫn còn đủ minh mẫn và nhanh nhẹn nhoài người ra chộp lấy thanh trượng. Cầm nó trên tay rồi, lão không theo một trình tự hay bài bản võ thuật gì nữa, chỉ chăm bẩm quét ngang ngựa đối phương vừa mới tấn công mình. Thấy ông ta né được cú quét đó, lão dùng hết sức bình sinh, giơ thẳng cây trượng lên, nhắm vào đầu đối phương bổ mạnh xuống. Bất kỳ ai dù mình đồng gia sát mà nhận cú đập đó, nhất định không bể sọ cũng bị chấn thương não trầm trọng. Nhưng đối phương nhanh hơn lão ta, cây trượng của lão lại lần nữa bị cây trượng bóng mỏng đánh bay xuống khán đài. Lão chánh trú lên một tiếng đau đớn cùng cực, khẩu tay tét hẳn ra, ngón tay cái tách rời khỏi xương bàn tay phải, máu tuôn ướt cả sàn đấu. Lão dương ánh mắt căm hận nhìn người mới ra tay và tức điên khi nhận ra đó là Lý Trưởng Cát. Vốn dĩ ông Cát chưa muốn tham gia vì sợ gây thù chuốc oán với lão bá hộ, nhưng nhìn cách đánh võ đài của lão ta làm ông giận sôi gan. Ông Cát là con nhà võ, được luyện tập từ nhỏ và luôn tuân thủ quy tắc khi lâm trận giao lưu. Ông rành rẽ cách thức tấn công và phòng thủ bài bản, đấu giao lưu để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm võ thuật với nhau, chứ không phải là đánh cho đối phương gục ngã để lấy tiếng. Ngồi bên dưới nhìn lão chánh ra cước đầu tiên, ông đã bất nhẫn rồi. Đến khi hộ vừa lên võ đài, lão ta đã đánh phủ đầu, coi nhẹ sự sống còn của con người. Phải, dù rằng lão nhiều tiền lắm của, nhưng tiền của nào mua được mạng sống chứ? Nếu ông chần chừ, thì chỉ trong tích tắc, tá Điền Hồ sẽ bỏ mạng dưới trượng của lão. Sau đó, lão ta sẽ dùng tiền bạc mà chạy vậy, để không mang tội danh giết người, vì đao kiếm vốn dĩ vô tình. Hạ nhân đưa bá hộ chánh xuống sàn đấu, đốc tờ có mặt băng lại vết thương, rồi tuyên bố hai ngón tay cái già giữa xem như đã bị phế. Lão chánh tím mặt, ức sức có thể ngồi dậy, đấm vào mặt ông Cát một cái cho dở ra mới vừa lòng. Mọi người reo hò cổ vũ Lý Trưởng và không ai tiếp tục nữa. Nghiễm nhiên, Lý Trưởng là người chiến thắng cuối cùng, ẵm tròn giải 50 đồng vàng ngày hôm đó và chuẩn bị nhận sắc phong chức hương quản. Mối thù của bá hộ đối với Lý Trưởng Cát từ hôm ấy đã được hình thành. Mặc dù với chức sắc là Lý Trưởng, nhưng bổng lộc của ông Cát cũng chẳng có bao nhiêu. Chỉ với một số mẫu ruộng và tiền hàng tháng đủ để gia đình bốn người sống thoải mái chút. Sau khi có được 50 đồng vàng, tưởng rằng mình sẽ được đổi đời. Nhưng có ngờ đâu, một đêm mưa gió đùng đùng, Thanh lúc ấy chưa được 17 tuổi, còn đi học ở trọ trên huyện. Bỗng đâu có kẻ đánh thuốc mê, khiến cả nhà ông bà Cát và bé Hằng ngủ say như chết, vô trộm sạch tiền bạc của Lý Trưởng, bao gồm cả 50 đồng tiền thưởng giải võ đài. Chưa xong, bọn họ còn dùng bao bố trùm Lý Trưởng lại, lôi ông ra ngoài đánh cho một trận thừa chết thiếu sống, rồi bỏ nằm đó ra về. Đến sáng, ông Cát được dân làng phát hiện, đưa đến nhà thương. Tuy tình nghi kẻ thủ ác là ai, nhưng không có chứng cứ nên ông đành ngậm bồ hòn nuốt vào lòng, chỉ còn gặp vợ con giây lát rồi nhắm mắt xuôi tay. Bà Cát suy sụp sau cái chết của chồng, phát bệnh liên tục. Thanh phải nghỉ học, đất đai bán dần lo bệnh cho mẹ. Bé Hằng cũng phải hàng ngày bên cạnh chăm sóc mẹ, cho anh trai đi làm thuê làm mướn kiếm tiền. Bá hộ chánh tuyệt đối không cho Thanh thuê đất làm ruộng như những tá điền khác. Sau nhiều lần năn nỉ không xong, Thanh đành phải trải đây mai đó làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi mẹ và em gái. Hằng cũng phải ở nhà chăm sóc mẹ, lớn lên xinh đẹp mỹ miều. 16 tuổi đã đi chăn dịch cho nhà hương quản xưa. Thanh vừa đi làm vừa dồn chừng em gái, sợ tên hương quản giở trò đồi bại với em mình. Nếu như không quá ngặt nghèo, anh cũng sẽ không để Hằng phải lam lũ kiếm tiền từ nhà tên hương quản. Ông Cang biết hết, hiểu hết mọi chuyện, nhưng ông vốn là người kiệm lời. Chính vì vậy mà luôn được bá hộ chánh tin tưởng. Nghe đâu trước đây, ông Trung, cha của Cang, là tá điền của bá hộ Liêm, cha của chánh. Bá hộ Liêm phạm tội gì đó mà Trung gánh thay phải vào tù hết 5 năm. Ông Liêm cũng là một loại trọc phú sống giàu sang trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác. Nhưng ông ta hơn hẳn chánh ở chỗ rạch ròi, ân oán phân minh, cảm kích Trung vì mình mà phải dướng vào dòng lao lý. Nên khi Trung đi tù, ông chăm sóc cho vợ con của Trung đàng hoàng, tuyệt đối không tơ hào đến người đàn bà hai con đang thời xuân sát.
Sau khi Trung ra tù, bá hộ Liêm cắt đất sang sổ bộ cho Hạng Trung và nuôi Can ăn học. Can chỉ nhỏ hơn Chánh vài tuổi. Sau này, khi Chánh thay cha lên làm bá hộ, thì Can là tài xế thân cận của Chánh, đi đâu cũng đi cùng và được Chánh tin tưởng tuyệt đối. Nhưng nếu như giữa ông Liêm và ông Trung có tình bạn, thì giữa ông Chánh và ông Can chỉ có nghĩa chủ tớ mà thôi. Cùng lớn lên chung một làng, nên ông Can và ông Cát có tình bạn chi giao. Ông Can rất bất bình khi biết rõ bá hộ Chánh giở trò với Cát, nhưng thấp cổ bé miệng, nên chỉ biết im lặng mà thương bạn, âm thầm giúp đỡ vợ con của bạn mình. Gia Bảo xuống xe, tiến lại gần Thanh. Tuy là người cùng làng và chỉ suýt soát nhau vài tuổi, nhưng Bảo không biết Thanh vì chưa từng gặp. Còn Thanh thì cũng đã nghe tiếng và biết Gia Bảo là người nhân hậu, tạo công ăn việc làm cho dân làng. Đôi khi anh cũng muốn đến tìm việc, nhưng nhớ tới cha của Bảo thì chùng bước. Bảo vịn vai Thanh ân cần, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng như con gái. Đau lắm hả anh? Cha em nóng tính, có gì anh bỏ qua cho. Thôi anh nhanh chóng lùi dịch tránh đi, đôi con một hồi thiệt hại thêm. Thanh ngước mắt nhìn Bảo, trong ánh nhìn tỏ rõ sự cảm kích. Bảo kính đáo nắm tay anh, lọn số tiền đã cuộn tròn, nói nhỏ xíu. Anh cầm số tiền này bồi thường cho vịt người ta, dư ra để dành bồi dưỡng cho bác gái. Thanh cảm động không nói nên lời. Tuy biết rằng nắm bạc trong tay sẽ cứu nguy cho gia đình, nhưng anh cũng đâu thể nào nhận khơi khơi như vậy được. Gia Bảo đoán được suy nghĩ của Thanh nên vội vã nói. Anh nhận đi, đừng để qua để lại, cha em thấy không tốt cho hai chúng ta. Nói xong, Bảo lật đật quay lại xe. Lúc đó, ông Can đã lùi xe ra sau để Thanh có không gian rộng lùi dịch qua lộ. Lão bá hộ Chánh quát ầm ĩ. Sao lại lùi xe? Cản chết mẹ hết cho tao. Can ôm tồn. Đừng nóng ông bá hộ à, để cho nó lùa xuống ruộng hết, chứ chạy lung tung. Phản xạ của tài xế buộc tôi phải né. Trời tối hù rồi mà đường thì xấu, ổ gà ổ chó tùm lum, đèn xe không đủ sáng, nguy hiểm lắm. Ông Chánh rít lên. Tối hù đâu mà tối hù, vẫn còn sớm bửng, mặt trời chưa lặn hết thấy hồn. Khi Gia Bảo bước lên xe, ông trở giọng. Còn á, nói chuyện với Hạng đó làm gì? Gia Bảo biết cha cưng mình nên ra bộ nũng nịu. Tới an ủi người ta vài câu cha ơi, dẫu sao á mình cũng bậy, rồi tiền đâu mà anh kia đền cho ông Hương quản, tội nghiệp ảnh. Ông Chánh hứ một tiếng, môi trề ra. Thay kệ cha nó, đền không nổi thì bán nhà đi chỗ khác ở cho khuất mắt cha. Trên xe yên lặng, không ai nói gì thêm. Ông Can nhất định không cho xe chạy tới, chờ Thanh lùa đàn dịch an toàn qua khỏi lộ mới lái xe đi. Bá hộ bực bội, nhưng vì cưng con nên làm thinh bỏ qua. Hôm sau, trên xe đi làm, Gia Bảo nói với ông Can. Chú giúp giùm con một chuyện được không? Cậu hai muốn dặn dò gì? Chú biết nhà anh Thanh hôm qua không? Biết. Nghe nói hoàn cảnh anh ấy khổ lắm phải không chú? Ông Can trầm ngâm một hồi rồi gật đầu. Ừ, cha cậu ấy hồi trước là lý trưởng, đấu võ đài lần đó được thưởng 50 đồng tiền vàng. Thời đó là nhiều và quý lắm, nhưng không có mệnh hưởng, bị cướp vô tận nhà còn đánh đập cho tới chết, chưa kịp nhận chức hương quản. Bà vợ suy sụp đổ bệnh tới giờ. Nhà có hai anh em, thằng anh đi mần mướn khắp nơi, con em hồi còn nhỏ xíu đã đi chăn dịch, tiền bạc thuốc men cho cha mẹ, làm anh em nó cực xối trán, vẫn thiếu trước hụt sau. Hôm qua dịch chết như vậy, nếu mà không có cậu, chẳng biết tụi nó xoay trở ra sao. Gia Bảo ngạc nhiên. Chú thấy con làm gì sao? Ông Can cười hiền lành. Không thấy sao tôi lùi xe ra tuốt mì đằng kia để né cha cậu. Cậu có lòng lắm, tôi sẽ không nói với ổng đâu. Nhưng cậu hỏi tôi biết nhà nó hôn để làm gì. Con có ý này chú nghĩ sao? Con muốn kêu ảnh vô xưởng gỗ của con làm, ít nhất cũng có thu nhập ổn định mà lo cho mẹ ảnh, mà em gái cũng khỏi phải đi giữ dịch phơi nắng phơi nôi ngoài đồng nữa. Ông Can giật mình quay sang nhìn Bảo, biểu cảm vừa ngưỡng mộ vừa lo sợ. Cha, à, ông bá hộ biết là chết cậu, mà trước mắt là chết tôi. Bảo vịn vào tay ông đang lái xe. Chú đừng lo chuyện này, coi như không biết gì đi. Nếu anh kia đồng ý tới, thì con sẽ kêu ảnh đừng khai chú ra. Mọi việc đã có con lo liệu. Ông Can cười cười,
Triệu Mến nhìn Bảo. Ông Bá Hộ có phước sinh ra được đứa con như cậu. Thôi được rồi, cậu yên tâm đi. Cậu đã có lòng dạy thì cả làm bạn với Lý Trưởng Cát như tôi cũng không thể không giúp con của ảnh được. Mọi chuyện cứ để tôi lo. Hôm sau nữa, tài xế Can chở Gia Bảo đi làm. Trên đường đi, gặp Thanh, Gia Bảo kêu ông ngừng lại và bước xuống đối diện Thanh. Thoáng chút bỡ ngỡ và bối rối, Thanh gật đầu chào Bảo và mở lời trước. Chú Hai nói cậu muốn gặp tôi. Gia Bảo cười cười, dồn dã. Chú không có nói lý do em muốn gặp anh à? Thanh ngại ngùng gật đầu. Có nói, nhưng tôi nghĩ rằng cậu cũng đừng nên vì thương hại mà kêu tôi vô làm. Ông Bá Hộ biết sẽ phiền phức cho cậu và tôi cũng khó sống với ông. Bảo chồm tới nắm tay Thanh. Cha em cũng không phải là người không biết nói lý lẽ. Giả lại, làm ăn là chuyện của em. Cha không bao giờ can thiệp. Anh cứ yên tâm đến xưởng giúp em. Em nói trước là cũng không ưu ái gì anh lắm đâu. Em đối với thợ làm như thế nào thì sẽ đối với anh như thế ấy. Có lợi cho đôi bên thôi mà. Anh có tiền trang trải chuyện nhà, em có thêm cộng sự đắc lực. Vậy sao gọi là tội nghiệp hay thương hại hả anh? Thanh chớp chớp mắt, cảm động. Cảm ơn cậu, cậu Hai. Nếu không quá bí đường, tôi cũng không dám làm phiền cậu. Được rồi anh, người chung làng chung huyện thì giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên rồi. Nói ơn nghĩa chi cho khách sáo và xa lạ vậy? Thỏa thuận rồi hen. Vậy mai anh đến xưởng nhận việc được chưa? Sẵn sàng thưa cậu Hai. Vậy là kể từ hôm đó, Thanh chính thức vào làm công cho xưởng gỗ của Gia Bảo. Thanh vốn khỏe mạnh, cần cù, chịu khó và hiền lành. Hoàn cảnh của anh ai cũng biết, nên anh được nhiều bạn bè trong xưởng ủng hộ và chỉ việc. Sau một thời gian làm việc chung, có người còn muốn anh làm rể của mình. Gia Bảo đặc biệt quan tâm Thanh, nhưng anh không hề lộ liễu. Biết mẹ Thanh bệnh nên Bảo thường xuyên đưa thuốc tốt cho Thanh đem về mẹ uống. Vì có lương hậu hĩnh nên cuộc sống của gia đình cũng bớt khó khăn. Mẹ Thanh vui vẻ hẳn lên và bệnh thuyên giảm ngó thấy. Bà có thể tự mình nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, không cần hàng chăm sóc nữa. Nhìn diễn biến tích cực của mẹ, trong lòng Thanh hàm ơn Bảo, không nói sao cho xiết. Hàng ngày, Thanh ăn sáng ở nhà xong, dở cơm đem theo ăn trưa, chiều mới về. Từ nhà anh đến xưởng ngót nghét 2 cây số, cũng là trên đường về của Bảo. Hôm nào, Bảo cũng năn nỉ Thanh quá gian xe mình, vì thấy trời mới hừng sáng anh đã đi và chiều về tới nhà cũng tối mệt. Nhưng Thanh sĩ diện, nhất là sợ Bá Hộ Chánh biết được thì anh sẽ mất việc, còn gây phiền toái cho Gia Bảo, nên thà đi bộ mấy cây số, chứ chưa bao giờ dám leo lên xe. Bây giờ, Hằng cũng đã trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp mỹ miều, dáng đi tướng đứng nhẹ nhàng uyển chuyển. Mỗi khi cô ra khỏi nhà, đều có nhiều cặp mắt dõi theo thèm khát, nhất là tên Hương Quảng xưa, thèm nhỏ dãi mà sợ Thanh vì thân hình Thanh dạm dở, có gen di truyền từ người cha võ thuật, và bản thân anh cũng thường xuyên luyện tập. Có lần, Quảng xưa chứng kiến Thanh đi làm muộn, sợ trễ giờ, anh đã chạy bộ với vận tốc của chiếc xe hơi, thoáng cái là mất dạng. Quản sư nhìn thấy mà rùng mình. Tuy nhiên, giống là tên háo sắc, hắn khao khát được chăn gối với Hằng dù chỉ một lần để hưởng nhụy hoa đầu đời còn ngát hương thơm. Để giúp đỡ Thanh, Gia Bảo ngỏ ý muốn Thanh kêu Hằng tới xưởng gỗ làm việc. Anh sẽ giao cho cô phụ trách trà nước cho mọi người. Điều này làm Thanh cảm kích và anh không từ chối lòng tốt của Bảo nữa. Coi như đó là dịp may để em gái luôn trong tầm mắt của mình, không phải hồi hộp lo sợ có ngày tên Quảng xưa dùi hoa dập liễu. Vậy là sáng sớm, Hằng dậy nấu cơm cho cả nhà ăn xong, chừa phần lại cho mẹ, rồi dỡ theo 2 phần cho 2 anh em. Từ đó, hàng ngày Thanh đều ở cùng với Hằng. Hương Quảng tức lắm, nhưng không có dịp ra tay, nhất là hắn nghe nói Thanh được Gia Bảo che chở bảo bọc. Bên ngoài có dư luận rằng, Bảo thích Hằng vì thấy anh ra sức o bế Thanh. Thanh biết, Hằng không có nghĩ gì về Bảo. Bản thân Thanh cũng rất quý mến cậu chủ, nhưng cá nhân Bảo thì rất tốt, mà nghĩ đến lão Bá Hộ Chánh thì Thanh rùng mình. Anh không muốn em gái mình dây dưa với gia đình đó. Nhưng Bảo cư xử với Hằng rất đúng mực. Anh chưa bao giờ tỏ vẻ với cô, càng chưa hề suồng sã với bất kỳ cô gái nào. Sắp xỉ 30 tuổi rồi mà chưa có mối tình giác vai. Đối với nguồn tin ấy, Gia Bảo vẫn bình thường,
không thay đổi thái độ đối xử với Hằng. Riêng Hằng, cô cảm thấy rụt rè e ngại mỗi khi nhìn thấy Bảo. Rồi anh em Thanh cũng dành dụm tiền mua được chiếc xe đạp cũ để chở nhau đi làm. Họ làm việc ở xưởng của Gia Bảo gần 3 năm mà lão Chánh chẳng hề hay biết. Một hôm, ông ta kêu tài xế Cang chở lên xưởng tham quan để cùng về với con. Được ông Cang thông báo trước nên Gia Bảo cho anh em Thanh về sớm. Trên đường họ về, ông Chánh nhìn thấy người anh chở đứa em, cười nói ríu rít thì lấy làm lạ, gặng hỏi Cang. Ai mà y như anh em thằng Cát vậy Cang? Cang hờ hững. Chắc vậy đó ông. Bá Hộ Chánh nhíu mày. Còn nhỏ năm nay coi trọng điếng ha, vậy mà thằng xưa bỏ qua được sao? Nghe nói thằng anh kè kè một bên, nên ai mà dám đụng vô? Bá Hộ hứ một tiếng dài. Nó là cái thá gì mà sợ nó? Lúc này mờn gì mà coi bộ thông thả vậy? Còn có xe đạp đi nữa chứ? Không phải tàn mạng và mẹ nó sắp chết rồi sao? Tôi cũng không để ý đến gia đình đó, nên hỏng rành ông mà. Dừng xe lại, tao kiếm chuyện nói nó chút coi. Tài xế Cang hết hồn, liền can ngay. Thôi ông bỏ qua đi ông ơi, cậu hai đang chờ mình, dây vô đám đó làm chi cho bẩn tay. Thấy tụi nó, tao nhớ tới thằng cha nó hả? Cang dè dặt, cuối cùng cũng nói ra. Nhưng ông cũng đã trừng phạt người ta rồi. Bây giờ mà ông kiếm chuyện với con của ông chả, miệng đời sẽ cho rằng ông nhỏ nhen ích kỷ đó. Bá Hộ Chánh bậm môi, hậm hực, rồi cũng bỏ qua. Sau đó, không biết tin từ đâu mà Bá Hộ hay Thanh và Hằng làm cho xưởng của Gia Bảo. Ông ta giận dữ kêu Bảo đuổi việc, nhưng anh khăng khăng cãi lại cha, nhất định giữ họ. Không muốn làm phật ý con, ông Chánh cũng đành nhịn, nhưng ghim trong bụng định có ngày sẽ kiếm chuyện mà đuổi cổ Thanh. Sau khi giao xong một lượng hàng lớn, Bảo cho thợ thầy nghỉ phép vài ngày dẫn đến lương bình thường để anh đi tìm hợp đồng và nguồn gỗ. Thấy Thanh nhanh nhẹn được việc lại khỏe mạnh nên anh đề nghị Thanh đi cùng mình. Nể mặt chủ, Thanh nhận lời. Hơn ai hết, ông Cang biết tình cảm của Gia Bảo đối với Thanh là loại tình cảm gì. Dù anh rất ít khi thể hiện trước mặt mọi người, nhưng mỗi khi đi về, trên xe chỉ còn hai người, Bảo luôn miệng nhắc tới Thanh với ông bằng những lời ngợi khen trìu mến. Ông Cang nhận ra có vấn đề nhưng cũng không tiện nói. Nay biết được hai người cùng đi với nhau trong một thời gian dài tới nơi xa, ông cảm thấy khó xử, sợ chuyện tới tai lão Bá Hộ thì Thanh sẽ gặp phiền phức lớn. Nhưng dù sao đây cũng là lệnh chủ, và Gia Bảo là người có lối sống mật thước. Ông tin dù sao thì Bảo cũng giữ sĩ diện cho mình. Nhất là ông tin Thanh chỉ quý trọng Bảo như một cậu chủ có tấm lòng lương thiện thương người mà thôi. Thanh có thể xả thân bảo vệ Gia Bảo, chứ không bao giờ dính líu tới quan hệ tình cảm không trong sáng và phức tạp này. Vì vậy, ông Cang đề nghị được làm tài xế đưa hai người họ đi. Tất nhiên, điều này Bá Hộ Chánh hoàn toàn không thể hay biết. Vậy là họ, ba người cùng đi lên miền núi cao để tìm nguồn gỗ quý. Ở đây, rừng hoang dại còn nhiều, dân chúng nơi đó vào rừng sâu khai thác. Họ đốn những cây cổ thụ có lõi, vân rất đẹp, xẻ gỗ tại chỗ, rồi cho xe bò kéo về làng bán cho phú hào. Gia Bảo chỉ cần mua của những tay đầu cơ với giá phải chăng, rồi họ sẽ cho tàu đưa tới xưởng của anh. Dự tính đơn giản vậy, nhưng khi chạm vào thực tại thì muôn vàn rắc rối xảy ra. Những tay đầu cơ biết Gia Bảo cần lượng gỗ đẹp và gấp nên đưa ra giá cả không thỏa thuận được. Thanh đề nghị Bảo tìm môi giới để vào rừng trực tiếp thu mua. Tội nghiệp, hai cậu thanh niên còn quá trẻ, không hiểu được giang hồ hiểm ác nên ung dung tin người môi giới tiến sâu vào rừng. Nhưng ông Cang thì không yên tâm. Sống đến từng tuổi này, ông biết vì đồng tiền người ta dễ dàng hãm hại đối phương, nhất là những tay anh chị đầu cơ. Trong mắt họ chỉ có tiền chứ không có tình người. Đâu phải ông chưa từng nhìn thấy, Bá Hộ Chánh là nhân vật điển hình ông đã chứng kiến bao lần. Cho nên, ông khuyên hai người không nên mạo hiểm vào rừng sâu. Mua không được thì về tìm chỗ khác, nhất là chỗ đông người qua lại, chứ rừng sâu thăm thẳm, xảy ra bất trắc gì, làm sao mà thoát thân được.
Gia Bảo và Thanh đáng đo suy tính, mặc dù rất tiếc, nhưng cuối cùng rồi cũng nghe lời trưởng bối, quay về. Trên đường về, họ tấp vào ăn cơm ở một quán sầm uất. Bảo tiếc rẻ lô gỗ quý mà anh đã nhìn thấy qua, luôn miệng chắc môi chắc lưỡi. Chủ quán thấy khách lạ, cũng xà xuống chuyện trò và thăm hỏi. Ông Can nhìn chủ quán trạc 50 tuổi, mặt mũi trương phi, da dẻ hồng hào, người này chắc là một người tốt. Ông bèn nói ra mục đích của chuyến đi. Bất ngờ, ông chủ quán nói: "May mắn cho ba người, tôi biết có một nơi đang kêu bán toàn bộ số gỗ quý mà họ đã tích lũy được mấy năm nay dự định cất nhà. Nhưng bây giờ họ lại muốn xây nhà tường nên bán gỗ để lấy tiền. Nếu các người đến kịp thời thu mua và mua hết, trả tiền mặt thì chắc chắn sẽ được giá hời." Bảo mừng quá, hỏi tới tới rằng nhà ở đâu, có biết là loại gỗ gì không, đã xẻ chưa hay còn nguyên thân. Chủ quán chăm chăm nhìn Gia Bảo, cười trêu: "Coi bộ rành chủ gỗ này dữ ta. Mà cô sao lại phải hóa trang thành đàn ông vậy? Sẵn đây tôi nói luôn cho biết mà đề phòng. Ông nhà giàu kia có hai đứa con gái năm nay sắp xỉ 30 rồi. Ông đang cán rễ dữ dội. Nói không chừng cậu thanh niên này cao to đẹp trai vậy lọt vô tầm ngắm của ổng là ổng bắt rễ cho không gỗ nữa không chừng. Cô mà giả trai như vậy mất chồng như chơi nghen." Gia Bảo đỏ cả mặt mũi, đôi má hồng lên vì e thẹn, càng làm cho anh giống con gái hơn. Bảo đưa mắt nhìn Thanh, ánh mắt lạ lắm, làm Thanh thấy xốn xang. Không phải anh chưa từng bắt gặp ánh nhìn như vậy từ Gia Bảo, và lần nào anh cũng thấy trong lòng tràn vào một cảm giác lạ lùng. Thanh biết Bảo là người hiền, lòng tốt trải đều khắp cả mọi người. Bảo chưa bao giờ dửng dưng trước bất kỳ hoàn cảnh đáng thương nào. Thanh càng biết rõ Gia Bảo đặc biệt quan tâm ưu ái anh em của anh. Trong lòng Thanh luôn nghĩ Bảo như một đứa em trai, sẵn sàng xả thân bảo vệ cho Bảo, không so đo hơn thiệt. Cũng có đôi khi anh nghĩ nếu Bảo là con gái, có thể anh đã yêu cô rồi. Yêu mà không sợ bị áp lực của gia đình ông Bá Hộ. Nhưng dẫu sao Bảo cũng là con trai, tuy vẻ ngoài mềm mại như con gái, nhưng tính cách cứng rắn, cương nghị, đích thực là con trai rồi. Vậy mà tại sao thỉnh thoảng Bảo lại nhìn anh bằng tia nhìn đắm đuối tình tứ như vậy chứ? Điều bất ngờ hơn, sau bữa cơm ấy, Bảo kêu ông Can đưa hai người ra chợ gần đó. Anh mua cho Thanh một bộ đồ tây nam, mua cho mình bộ đồ nữ. Anh hỏi thăm giáp dòng chợ để tìm mua một bộ tóc giả đen nhánh, ép Thanh mặc, và bản thân Bảo cũng thay đồ nữ luôn. Không riêng gì Thanh, ông Can cũng trân trối nhìn Bảo. Trước mặt hai người là một cô gái mơn mởn xinh đẹp, tóc dài xõa ngang vai, da trắng, má hồng môi son, cặp chân mày lá liễu, đôi mắt đẹp lạ kỳ, một vẻ ma mị hớp hồn. Bảo nở nụ cười e thẹn, nhìn hai người đàn ông đang sững sờ. "Sao vậy? Sao mà không chớp mắt vậy?" Bảo tiến đến gần Thanh, dáng đi uyển chuyển. Thanh vẫn chưa hoàn hồn. Đâu rồi một cậu thanh niên lịch thiệp? Bây giờ anh chỉ thấy một thiếu nữ nhan sắc tuyệt vời níu lấy tay mình. Bảo chúng chiếm cười, giọng nói ngọt ngớt dịu dàng, y chang thiếu nữ: "Chúng ta đến đó đóng giả làm vợ chồng, chứ nếu không ông ta bắt xác anh thì em làm sao ăn nói với gia đình anh được." Thanh nhẹ nhàng gỡ tay Bảo ra. "Nhưng có cần phải đi đến nước này hay sao cậu hai?" "Em thích vậy mà, anh đừng có phản đối nữa, hãy để em sắp xếp." Ông Can lắc đầu, tới nước này thì không thể ngăn lại được nữa rồi, đành mặc cho tạo hóa thôi. Có điều chuyện mà đổ bể ra tới tai ông Bá Hộ thì không còn là chuyện đơn giản nữa. Thôi kệ đi, Bảo đã dám đi đến bước đường này, ắt là cũng có sắp xếp. Tất nhiên anh sẽ không để hai người dướng vào phiền phức đâu. Ông Can lái xe đưa cả ba đến địa chỉ mà chủ quán cơm cho. Đứng ngoài cổng rào đã nhìn thấy sự hoành tráng của cơ ngơi gia chủ. Nguyên một căn nhà toàn đóng vách bổ kho bằng loại gỗ quý đỏ âu. Và trong con mắt nhà nghề, Gia Bảo đứng ngó trân trân, chắc lưỡi hít hà. Căn nhà đẹp rực rỡ, kiêu kỳ, nằm giữa khu vườn rộng bao la đầy hoa thơm cỏ lạ, lại mọc ngay triền núi, nên không khác nào tiên cảnh. Nơi đây, nếu là một đại gia đình cùng chung sống, thì còn hạnh phúc nào bằng. Bảo khoác tay Thanh, tình tứ đến bên cánh cổng cũng làm bằng gỗ. Anh đưa tay búng vào và lắng nghe tiếng dội để xác định là loại gỗ gì.
Thanh ái ngại gỡ tay Bảo ra, nhưng Bảo cứ níu lấy. Phải công nhận, bấy giờ nhìn Bảo yểu điệu thục nữ, không có một chút dáng dấp của một thanh niên. Trong lòng Thanh chợt dấy lên một tạp niệm. Nếu mình có cô vợ xinh đẹp như thế này thì sao nhỉ? Tiếp ba người họ là chị em cô Hoàng Cầm. Cô lớn tên Hoàng, cô nhỏ tên Cầm. Cả hai đều sắc nước hương trời. Thoáng nhìn thấy Thanh, hai cô ngẩn ra một chút, rồi ân cần niềm nở mời ngồi mời nước. Sau khi biết lý do ba người tìm đến đây, cô Hoàng nói: cha em hiện không có ở nhà nên không quyết định được. Anh cứ ở lại cơm nước chờ cha em về. Anh muốn mua, cha em cũng muốn bán, chắc không có gì trở ngại đâu. Nhìn thái độ ân cần của chị em Hoàng Cầm đối với Thanh, lần đầu tiên ông Cang và Thanh thấy thái độ bực bội của Gia Bảo. Ông Cang thì hiểu nguyên nhân, còn Thanh lại cho rằng chắc là do mình có vẻ á quyền nên Bảo không hài lòng. Vì vậy anh quay sang Bảo hỏi nhỏ: chờ hay sao? Bảo chúng chiếm cửa duyên, anh muốn chứng tỏ cho chị em họ biết Thanh thuộc sở hữu của mình. Tùy anh thôi, anh làm chồng nói sao thì vợ phải nghe dạy hà. Trời đất, Thanh muốn bật ngửa, còn ông Cang run bần bật. Chưa hết, Hoàng châu mày ngó Gia Bảo: đây là vợ anh sao? Tiếng thoái lưỡng nan, Thanh chưa biết trả lời sao thì Bảo đã gật đầu. Ê, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Không ngờ Hoàng đứng dậy, khuôn mặt đanh lại, buông hai câu nặng nề: vậy là giao dịch không thành công rồi, các người còn phải chờ cha tôi về. Bảo tỉnh bơ, còn Thanh khẩn trương: sao vậy? Sao cô quyết định vội vàng vậy? Mới nói đó giờ đã thay đổi ý định rồi. Không nói nhiều, mời các người về cho. Bảo đứng bật dậy, kéo tay Thanh: về thì về, chỉ nói chuyện mấy câu thôi, tôi đã hiểu ý cô rồi, muốn trao đổi hàng hai chiều à? Nằm mơ đi, chúng tôi là những người mua bán chân chính, không vì cái lợi trước mắt mà bán rẻ nhân phẩm. Cô muốn bắt xác chồng tôi hay sao? Loại đàn bà con gái như cô, có cho ảnh cũng không thèm. Hoàng giận đỏ mặt tía tai: vậy là các người không nắm bắt được yêu cầu của gia đình tôi rồi. Cha tôi đã tuyên bố từ lâu rằng sẽ đồng ý cho không số gỗ này với điều kiện dùng danh nghĩa là của hồi môn. Các người dẫn xác tới đây mua mà không tìm hiểu rõ ngọn ngành, trách ai chứ? Tự động dắt vợ chồng tới để hỏi mua gỗ khi mà người ta đưa ra yêu cầu rõ ràng. Nghĩ có buồn cười không? Cũng may là các người gặp tôi, chứ để gặp cha tôi rồi á, coi số phận của các người á ra sao cho biết. Bảo ha hả cười. Ngộ, chúng tôi làm kinh doanh thuận mua vừa bán, đời thuở nào có cái vụ đem gỗ đổi người như vậy chứ. Từ cổ chí kim á, đây là lần đầu tiên tôi được nghe, thật là mở rộng tầm nhìn mà. Về anh, về cha, loại của phi nghĩa như vậy con cũng không cần. Nói xong, Bảo một tay khoác tay Thanh, một tay nắm tay ông Chánh, hiên ngang bước ra khỏi nhà. Bỗng đau một chiếc xe bờ rô thắng két ngay cửa. Trên xe bước xuống, cặp vợ chồng đã luống tuổi. Chồng râu trắng xóa dài qua khỏi cằm, nhìn quắc thước, sang trọng tiến vào. Từ bên ngoài đã nghe tiếng cự cãi. Người đàn ông ung dung ngồi xuống chiếc ghế, rót trà nóng vào ly, đặt trên cái bàn bằng gỗ cẩm đỏ âu, ngước lên nhìn ba người xa lạ. Có chuyện gì? Cô Cẩm vội vàng nói. Họ đến mua gỗ đó cha mẹ. Vậy sao? Ông quay sang nhìn ba người lạ, quan sát từng người một, rồi chậm rãi hỏi. Biết thủ tục giao dịch chưa? Ông Cang nhanh nhẩu. Thủ tục như thế nào mời ông chỉ dạy. Chủ nhà đưa tay vuốt hàm râu của mình, đủng đỉnh nói. Gỗ ván tôi có đầy, cất tám cái nhà cũng không hết, huống chi đóng bàn ghế. Nhưng tiền tôi cũng có đầy, cần gì bán chứ? Cần là cần thằng rể, mà tôi cũng hào sản lắm, mua một tặng một. Tôi cần một thanh niên khỏe mạnh về ở rể tại đây, làm chồng hai đứa con gái, khai trí tán nghiệp cho gia đình tôi. Số gỗ ván này, coi như tôi làm sính lễ cưới chồng cho con, đồng ý thì xúc tiến, không thì biến nhanh. Trong lòng ông Cang nghĩ thầm, đây là cơ hội bằng vàng của Thanh. Anh có thể cưới cùng lúc hai người vợ là chị em ruột, rồi thừa hưởng gia tài kết xù của cha mẹ vợ, đưa mẹ ruột và em gái của mình đến đây sinh sống, thì vĩnh viễn sẽ thoát khỏi cảnh nghèo túng.
Nếu như Thanh đồng ý, ông nhất định sẽ ủng hộ anh. Ngờ đâu, Gia Bảo nổi trận lôi đình, chỉ thẳng vào mặt chủ nhà. Bá Láp, ông không thấy cả nhà tôi đang ở cùng nhau sao? Chúng tôi cũng không phải kẻ nghèo hèn chờ đợi ông bố thí. Ông không có mắt hay sao mà chẳng nhận ra vợ chồng người ta đề huề như vậy còn có ý chia uyên rẻ thúy chứ? Tôi nói cho mấy người hay, không chỉ là lượng gỗ, cho dù mấy người đem cả gia tài tích cóp cả đời ra đổi chồng tôi cũng không được, rõ chưa? Về thôi cha, về thôi anh. Ở một hồi con nổi khùng lên, dám giết người lắm đó. Chủ nhà chặn ly trà xuống bàn cái cột. À, con này lạ ngang, tao có ép uổng tụi bay đâu. Có kêu thằng chồng mày bỏ mày hay sao? Thôi thôi, biến đi giùm cái cho tao nhờ. Mai mốt muốn làm gì, cũng phải nhớ tìm hiểu rạch rồi điều lệ và yêu cầu của người ta, rồi hãy đến nói chuyện nghe chưa? Biến đi, hao hơi mỏi cổ quá rồi. Lên xe, trên đường về, ba người cười lan bò, dứt trận cười, Bảo nhìn Thanh ái ngại. Em biết làm vậy là chặt đứt cơ hội của anh. Nếu như không vì em phá đám, anh có thể ở đó cùng hai người vợ và đưa mẹ cùng em mình lên chung sống. Nhưng chẳng hiểu sao em thấy khó chịu và không cam tâm. Lúc này thì Thanh đã lờ mờ đoán ra tâm ý của Gia Bảo rồi. Lạ một điều là anh không hề thấy hoảng kinh mà lại nghe ấm áp trong tận cùng trái tim mình. Thanh đây rất nghĩ thầm. Chết cha, đây là thứ tình cảm gì? Rõ ràng hai người đều là nam nhi chi chí, sao trong lòng lại dấy lên một tình cảm khó giải thích như vậy? Chuyện này mà tới tai lão Bá Hộ thì chắc chắn sẽ chết không có đất chôn rồi. Nhưng Gia Bảo thì khác. Anh lại vui mừng hớn hở khi Thanh không gạt tay mình ra mà vẫn để yên cho Bảo khoác tay anh ngồi suốt trên đường về. Ánh mắt Thanh nhìn Bảo cũng trìu mến hơn trước. Bảo không giữ ý tứ gì nữa, tựa đầu vào vai Thanh trước mặt ông Cang, vì anh tin ông luôn thương yêu che chở cho mình. Dù mình có phạm sai lầm gì, ông cũng sẽ không tố giác với cha. Nhưng phạm sai lầm gì chứ? Bảo thích Thanh, chỉ muốn được bên cạnh anh, chạm vào thân thể anh. Bảo có làm gì sai sao? Thanh chưa có người yêu, chưa có gia đình. Thanh hoàn toàn độc thân, và Bảo cũng vậy. Hai người nếu có tình cảm và đến với nhau, âu cũng là lẽ thường tình. Thanh không từ chối Bảo thì không ai có quyền tách Bảo ra khỏi Thanh được, dù là cha của Bảo đi chăng nữa. Hình hài này là do cha mẹ tạo, nó không nguyên vẹn là một đứa con trai thì lỗi là do Bảo sao? Về gần tới nhà, ông Cang nhỏ nhẹ nói với Bảo: cậu hai thay đồ ra đi, ăn mặc như vậy sẽ bị điều tiếng. Ông Bá Hộ mà hay được sẽ mệt mỏi lắm đó. Con nghe lời chú, vì con không muốn mọi người dèm pha anh Thanh, chứ không phải con sợ cha. Hôm nay con rất vui, dù gì ít ra con cũng sống thật với chính mình một lần. Lâu nay con bị ức chế lắm, không hiểu vì lý do nào mẹ lại sinh ra con với thân thể của một đứa con trai. Con vẫn phát triển bình thường như con gái người ta là tại làm sao? Hay là cha mẹ biết con là gái lại muốn con trở thành con trai nên cho con ăn mặc như vậy và cố tình đào tạo con thành con trai hả chú? Ông Chánh không biết trả lời sao với Bảo. Sống đến từng tuổi này, ông có nghe nói đến căn bệnh đồng tính luyến ái, nhưng đó là hai người đàn ông thực thụ, còn đây là Bảo với vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa của một thiếu nữ. Bỗng nhiên ông chợt nhớ tới đứa bé gái mấy ngày tuổi bị bỏ rơi và được bà Bá Hộ nhặt lên định đem về nuôi, sau đó cũng không giữ được nên chôn ở cạnh bìa rừng. Lẽ nào đứa bé đó đầu thai lên là Bảo bây giờ hay sao? Bảo được sinh ra để đền ơn đáp nghĩa người đàn bà có lòng trắc ẩn đã cho nó nắm mồ. Biết nói sao với thằng bé tội nghiệp này đây? Lại càng khó xử hơn khi ông nhận thấy Thanh thường người ra âu yếm nhìn Bảo. Chẳng lẽ nào Thanh lại say mê nhan sắc của cậu chủ hay sao? Chẳng lẽ nào bản thân Thanh cũng tiềm ẩn căn bệnh đồng tính luyến ái như Gia Bảo? Trời ơi, hai đứa trẻ này, bây giờ ông phải khuyên họ như thế nào? Không biết khuyên thế nào vì nói ra sẽ bị tổn thương những người mà ông quý mến. Vậy thì thôi, cứ mặc cho dòng đời đưa đẩy, xem số phận họ sẽ ra sao. Phần ông sẽ giữ kín bí mật này. Nếu như vô tình mà Bá Hộ Chánh nghe được thì ông sẽ âm thầm bảo vệ cho họ.
nhất là bảo vệ cho Thanh, con của người bạn chất cơ lỡ vận, phải nhận lấy cái chết thảm thương của mình. Ở nhà, không biết ai đã thẻ thọt với lão bá hộ chánh để lão biết Thanh cùng Gia Bảo đi tìm nguồn gỗ mới. Lão tức sôi ghen. Ý, đâu được nè. Đâu thể cho con của kẻ thù có được lòng tin với con trai của lão. Nghĩ mà tức cho tài xế Can. Tức, nhưng lão sẽ không động đến Can vì hắn biết nhiều về lão quá. Biết cả chuyện trang hoa của lão khi ra ngoài. Thà là cưới thêm bà Tư bà Năm chẳng sao. Cứ hoang giam bên ngoài. Bà cả mà hay được, mệt mình lắm. Lão nằm trên giường, nhớ tới bản mặt hai cha con Lý Trưởng Cát giống y như nhau mà thù ghét tới xương. Để rồi, coi lão sẽ trị thằng chó chết đó như thế nào cho biết. Nằm một hồi, lão nghe thèm đàn bà. Từ lúc nạp nhị phòng, rồi tam phòng, lão không ngủ chung với mụ vợ nào cả. Sở dĩ lão làm vậy, vì khi nào muốn qua phòng bà nào thì qua. Hôm nay, lão muốn qua phòng bà Ba. Bà này trẻ nhất và lão cũng ưu ái nhất. Tuy nhiên, lão vẫn nể mặt bà cả vì tài sản lão đang có hiện tại là do phần lớn công lao của bà, nhất là số của hồi môn đồ sộ bà đem về để mua đất khởi nghiệp. Có điều, bà cả thì già quá, xem tuổi của lão nên lão hết hứng thú. Nghĩ vậy rồi, lão ngồi bật dậy định xuống phòng bà Ba. Bỗng nhiên, lão thấy cánh cửa như mở ra. Quái lạ, con chó chết nào dám cả gan xông vào phòng lão như vậy chứ? Căn phòng này cất giữ biết bao nhiêu tiền vàng của lão, chỉ một mình bà cả biết mà thôi. Lão dương cặp mắt ngó sững, tay lăm lăm cây ba ton, dự định vừa thấy mặt là đốt vào đầu nó liền, bất kể là ai trừ bà cả và Gia Bảo. Nhưng lão không nhìn thấy ai hết, chỉ nghe một luồng gió lạnh buốt làm lão sởn cả gai ốc, là gió lạnh thấu xương một cách kỳ lạ. Lão run bần bật, vội vàng nằm xuống, kéo mền trùm kín đầu, vẫn nghe từng thớ thịt rung lên không ngừng. Lão co người lại, cho chiếc mền gói gọn thân thể hơn, vẫn chưa cảm thấy ấm. Rồi bỗng lão cảm giác như có ai kéo cái mền xuống. Ban đầu thì nhẹ nhẹ, sau đó giật mạnh. Cái mền dột ra khỏi người lão, và cái lạnh lần này gấp mười mấy lần trước khi bàn tay ai đó chạm vào hai chân lão, lôi tuột lão xuống giường. Bá hộ chánh cơ hồ tưởng mình sẽ chết cống vì lạnh. Quân nào chơi ác nhân vậy chứ? Trời mùa hạ, thời tiết nóng nực như vậy, cớ gì lại có cơn gió lạnh buốt xương da? Mà bàn tay kẻ nào lạnh như đá lại lôi lão xuống giường? Đứa nào dám giỡn mặt với lão như vậy chứ? Lão chánh trèo xuống giường, vẫn còn nghe lạnh rung trong từng thớ thịt, nên kéo mền lại trùm kín mít. Nhưng vẫn chưa yên, lần nữa cảnh cũ tái diễn. Cái mền bị kéo ra khỏi lão, và đôi tay lạnh buốt lôi lão rớt xuống đất nghe èn một tiếng. Lão chánh đau quá đâm quậu, phật lên chửi đổng. Mẹ bà cái quân nào dám gan động đến tao vậy? Bộ không muốn sống nữa hay sao? Dứt lời, lão bỗng co rúm người lại vì cảm giác lạnh buốt từ sâu gáy, như có hai bàn tay xòe ra bóp lấy cổ lão. Lúc này thì lão chánh mất bình tĩnh thật sự, linh tính là mình bị ma nhét rồi. Nhưng ma nào vậy? Chẳng lẽ là thằng Lý Trưởng? Bởi vừa rồi mình định trừng trị con của hắn hay sao? Không lý nào. Chết là hết. Sống từng tuổi này, lão có nghe có thấy người chết hiện về bao giờ? Giả lại Lý Trưởng Cát chết đã lâu, thân xác một nửa, nếu linh thiêng thì về trả thù lâu rồi. Đừng tự nhát mình, lão nhủ lòng như vậy. Hơn nữa, lão đường đường là một bá hộ oai phong bậc nhất, người sống còn kiên dè mà lại đi sợ người đã chết hay sao? Trấn an mình rồi, lão ngẩng mặt lên, dõng dạc nói. Đứa nào chơi kiểu gì kỳ vậy? Không sợ tao lôi đầu cả nhà mày ra trừng trị à? Lão cảm thấy đôi tay đặt sâu gáy mình có vẻ như siết chặt hơn. Lão rùng mình. Không được, không nên hơn thua với ma. Lão bèn đổi chiến thuật. Ngon cho tao biết mày là ai mới là quân tử. Bỗng nhiên, lão chánh thấy bàn tay ai đó lạnh lẽo lạ kỳ, đè đầu lật mặt lão lên cho nhìn. Lão rú lên một tiếng, rồi liệm đi. Lý Trưởng Cát trợn mắt ngó lão chầm chầm, và nhe răng cười. Tiếng hét của lão khiến bà bá hộ chạy tới, thấy lão nằm bất động dưới đất, vội hô hoán gia nhân khiêng lên giường lấy dầu xoa bóp cho lão,
Đến khi cơ thể ấm dần, lão tỉnh lại, ngó giáo giác như tìm người. Bà Bá Hộ hỏi thì lão không trả lời, một nỗi thù hận lớn áp nỗi sợ. Được rồi, mày nhét tao hay là tao bị tự kỷ ám thị? Dù gì đi nữa thì tao cũng không để cho thằng con của mày được ung dung bên cạnh con tao mà đục khoét tài sản gia đình tao đâu. Hãy đợi đó xem tao hành động. Sau lần đi tìm nguồn gỗ thất bại về, Gia Bảo thường hay một mình đến nhà Thanh chơi. Bao giờ anh cũng mang theo đồ ăn thức uống và thuốc men bồi bổ cho mẹ Thanh. Xóm làng thấy Bảo tới lui thì cho rằng anh đang đeo đuổi hàng. Người ta mừng cho cô được cậu hai xưởng gỗ để ý, nhưng cũng xì xầm bàn tán sâu lưng là lo sợ cho hàng bị ông bà Bá Hộ trừng phạt, vì hầu như ai cũng biết mối thù của ông ta với cha Thanh. Nhưng mặc kệ dư luận thị phi, Thanh cũng không ngăn cản Bảo tới lui với gia đình mình. Phần hàng, cô cũng nhận ra Bảo chỉ quan tâm anh hai của mình thôi, tuyệt nhiên không hề để mắt tới mình. Lần nào Bảo đến, Thanh cũng đưa anh về, dù trời sớm hay tối. Thanh chở Bảo trên chiếc xe đạp đòn dông, thường khi còn sớm, hai người hay ngồi bên bờ sông mà chuyện vãn. Bảo không cho ông Cang đi cùng, vì sợ mang rắc rối cho ông. Lại nữa, đi bằng xe hơi, dễ kinh động xóm làng. Một thời gian dài như vậy, trong tim Thanh và Bảo đã hình thành một mối tình kỳ lạ mà bản thân Thanh cũng không thể giải thích nổi. Bên cạnh Thanh bây giờ, Bảo không còn là một cậu chủ nghiêm nghị. Dù trước mặt công nhân, anh vẫn chẳng có gì thay đổi mà là một cô gái dịu dàng, hết lòng chiều chuộng anh, coi anh như trượng phu của mình. Và Thanh mặc nhiên đón nhận tình cảm đó, không chút đắn đo do dự. Ông càng sợ quá, quá sợ khi thấy quan hệ của hai người càng ngày càng lộ liễu, nên khuyên Bảo nên ngừng lại. Bảo mỉm cười với ông. Chú lo cho con hiểu. Chú sợ cha con hay biết thì anh Thanh khó sống, con cũng hiểu. Nhưng con thú thật với chú, con là nữ nhi. Nữ nhi đích thực, dù có khiếm khuyết về thân thể, không sinh con đẻ cái được cho người mình thương, nên dù đã chọn anh Thanh rồi, sau này ảnh muốn có con thì con cũng sẵn sàng tác hợp cho ảnh. Còn cha con có phản ứng gì cũng không ngăn cấm được con đâu. Thân xác này là do họ cho con, nhưng ai kêu họ tạo ra con bất hạnh như vậy? Chú coi khắp cái thế gian này, có ai như con không? Giàu có mà làm gì, vinh hoa phú quý mà làm gì, khi bản thân không thể sống vì mình được hả chú Can? Cho nên con mặc kệ tất cả, miễn sao anh Thanh không chê con sẽ bên cạnh ảnh suốt đời. Cha mẹ con không ngăn cấm được đâu. Cùng lắm, hai đứa con sẽ đưa gia đình ảnh đi đến cùng trời cuối đất. Thế gian rộng lớn, chẳng lẽ không có chỗ dung chứa tụi con hay sao? Ông Cang nhìn Bảo rưng rưng nước mắt mà thương đứt ruột. Nhưng cậu không nghĩ là ông Bá Hộ sẽ ra tay với gia đình Thanh hay sao? Bảo mím môi khẳng định. Con sẽ bảo vệ gia đình ảnh, con sẽ dùng áp lực với cha con không có yêu cầu gì, chỉ mong được ngày ngày nhìn thấy ảnh, làm việc chung với ảnh, thỉnh thoảng đưa nhau đi chơi, vậy là đủ. Coi như con có người bạn tri kỷ tri âm mà cũng cấm cản nữa hay sao chú? Ông Cang lắc đầu. Gia Bảo không hiểu cha của mình rồi. Một loại người thù nhơ oán chả, ông ta không cho phép ai chạm đến con trai mình, chạm đến những gì thuộc về sở hữu của ông. Gia Bảo đối phó với ông ta bằng cách nào? Khi mà mọi hành vi xấu xa đê tiện của ông ta luôn tiến hành trong vòng bí mật. Thôi, trước mắt là nên tìm cách bưng bít sự thật. Tuy ông biết rằng giấy không gói được lửa, nhưng tới đâu thì hay tới đó. Nhưng hai hôm sau, trên đường anh em Thanh đi làm về, một tốp côn đồ chặn đường họ lại, dùng bao bố trùm Thanh và đánh anh một trận tơi bời. Sau đó lôi xịt hàng vào bụi cây, giở trò đồi bại. Hàng giãy giụa kêu cứu in ỏi, thì bọn chúng nhét khăn vào mồm cô. Sức yếu thế cô, khi chúng bỏ đi thì anh em Thanh nằm hôn mê bất tỉnh trên lộ cái. Người đầu tiên phát hiện ra anh em Thanh lại vẫn là ông Cang. Ông biết ngay ai đã làm chuyện này. Vì không dưới hai lần, Bá Hộ Chánh nghiến răng hăm he Thanh trước mặt ông. Bá Hộ Chánh không nghĩ đến chuyện hai người yêu nhau, mà cứ nàng nạt cho rằng Thanh lợi dụng lòng tốt của Bảo để mưu lợi. Ông Cang vội vã đưa anh em họ đến doctor
có phòng mạch riêng để điều trị, nhưng không báo cho Gia Bảo hay mà âm thầm đến thông tin cho mẹ Thanh để bà giữ kín bí mật này. Người quá phụ chết điếng khi nghe ông Can kể lại toàn bộ quá trình, với tấm lòng thương con vô tận, bà muốn đến thẳng nhà tên bá hộ nguyền rủa và đòi công bằng cho con. Nhưng ông Can vội can ngăn. Bây giờ mà chị làm lớn chuyện, không những chẳng giúp gì được cho hai đứa con chị, mà không chừng lại bị ông ta thủ tiêu không tìm thấy xác. Để hai đứa nó điều trị tạm ổn rồi, tôi sẽ sắp xếp cho gia đình chị rời khỏi chỗ này, làm lại cuộc đời. Bà Cát khóc mướt. Tội nghiệp cho con gái tôi, nó bị bọn côn đồ hiếp dã man như vậy, sao có thể sống mà ngẩng mặt với đời chứ? Thù nhớ oán trả gì đến nỗi hắn ta đối xử với con cái của tôi như vậy? Làm gì làm, tôi cũng phải vạch mặt hắn trước con trai của hắn, để xem hắn có khổ như tôi hay không. Ông Can khoát tay. Không nên chị à, cậu bảo vô can trong vụ này. Nếu cậu biết cha mình làm vậy, e rằng sẽ không chịu đựng nổi. Chị nghe lời tôi đi, rời khỏi chỗ này là thượng sách. Bà Cát ôm mặt khóc, không trả lời ông Can, nhưng trong lòng bà đã có quyết định rồi. Năm ngày sau thì ông Can đưa anh em Thanh về nhà. Hàng suốt ngày không nói năng gì, đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Thanh tránh né không gặp Bảo vì anh biết rõ bá hộ Chánh đã ra tay với anh em của mình. Anh thì sao cũng được, nhưng em gái anh đã bị tổn thương về mặt tinh thần lẫn thể xác, làm anh như anh không thể không trả thù cho em mình. Nhưng trả thù lão ta, cha của Gia Bảo, thì xem như tình nghĩa bao lâu nay Gia Bảo đối với anh sẽ bị anh chôn vùi. Nhưng nếu nói cho Bảo biết thì sao? Bảo sẽ đau khổ biết dường nào. Bà Cát nấu bữa cơm thịnh soạn cho hai đứa con ăn. Trên bàn cơm, bà âu yếm nhìn Hằng. Coi như tai nạn đi con. Sau hôm nay, gia đình mình thu xếp rời khỏi đây. Chú Can sẽ đưa chúng ta đi đến một nơi không ai biết mình mà làm lại từ đầu. Không thể ở lại đây với bọn cường hào ác bá đó nữa. Quên hết đi Hằng, rồi con sẽ có một gia đình của riêng con. Đừng nghĩ gì về quá khứ mà yên tâm làm lại cuộc đời. Bà Cát và Thanh đau lòng nhìn Hằng lặng thinh, không hề có chút phản ứng nào. Cơm xong, bà Cát nói là đi chợ mua một số vật dụng cần thiết. Thanh nhìn thái độ của mẹ mà sinh nghi, nên dặn dò Hằng ở nhà thu xếp đồ đạc, còn anh âm thầm đi theo bảo vệ. Thanh thấy mẹ vào chợ mua một mát giót rồi xăm xăm đi về hướng nhà của tên bá hộ. Anh hoảng kinh đuổi theo. Gần đến nhà lão Chánh, Thanh thấy ông Can nắm tay mẹ anh lôi sạch ra góc giường. Thanh núp sâu thân cây nghe được. Chị điên rồi sao? Muốn tìm đến chỗ chết à? Bà Can gỡ tay ông Can ra. Anh buông tôi ra, tôi phải chém chết tên bá hộ ác ôn đó. Nó hại đời con gái tôi rồi. Tôi chỉ có một mạng thôi. Nếu anh thương và nghĩ tình ông Cát, thì sau khi tôi đi tù, làm ơn đưa hai đứa nhỏ rời khỏi chỗ này giúp tôi là tôi trọng ơn anh lắm rồi. Nói bậy, tôi sẽ đưa chị và hai cháu rời khỏi đây liền lập tức. Nghe lời tôi đi chị. Oán chồng oán càng thêm oán, tội nghiệp cho Gia Bảo. Bà Cát dùng khỏi tay ông Can. Anh đừng cản tôi. Thân tôi kể ra cũng bỏ rồi. Tôi phải rửa hận cho con gái tôi mới không tủi hổ trông lên chồng tôi. Và dù có chết, tôi cũng mãn nguyện. Ông Can không giữ ý tứ gì nữa, ôm chầm lấy bà kéo ra khỏi khu vực căn nhà. Bậy bạ, chị bây giờ là linh hồn của hai đứa con. Chị có chuyện gì rồi tụi nó làm sao? Nghe lời tôi, đi về đi. Đang lúc hai người giằng co thì bá hộ Chánh nhìn thấy. Ông ta sừng sững trước mặt bà Cát, hắt dịch. À, thì ra bà già từng tuổi này mà còn trai trên gái dưới. Nhục cho hương hồn tay Lý trưởng Cát quá là nhục. Bằng một sức mạnh lạ kỳ, bà Cát dùng khỏi tay ông Can, cầm mát giót lăm le tiến tới trước mặt lão Chánh, gầm lên. Tao đến để giết mày. Thằng khốn kiếp, mày đã làm gì hai đứa con của tao? Lão Chánh ha hả cười, khích tướng. Làm gì à? Tụi nó chưa chết là tao còn nhân từ với gia đình bay lắm rồi, còn muốn sao nữa? Đừng nghĩ tao già cả lú lẫn mà không biết ý đồ bọn bay nghe. Muốn lợi dụng con trai tao để dinh thân phì gia à? Nằm mơ đi. Tao chỉ sợ con tao buồn
chứ mạng chó của tụi bay á, tao giết dễ như giết kiến. Hôm nay mày cả gan mang giáo mát đến đây hù dọa, không sợ hậu quả sao? Tao sẽ tố cáo mày. Mày ngon làm thử coi, tố cáo ở đâu, ai xử cho mày? Không ai xử thì tao sẽ tự xử mày. Cùng lắm là chết chung, tao làm ma cũng không tha cho mày đâu. Mày giết chồng, hại con tao, thù này không trả, quyết không làm người. Lão Phú Hộ ngửa cổ nhe răng cười thô bỉ. Con này nói chuyện nghe tức cười. Thứ đồ mạt hạn, đồ khố rách áo ôm mà dám cãi tay đôi với tao sao? Liễu hồn mày chết, không có đất chôn đó. Bà Cát sớm tới, nhưng ông Can vội lôi bà ra, kéo một mạch tới cửa. Lúc ấy, Thanh quá tức giận, nhưng thật lòng anh lo sợ cho mẹ. Thanh biết, lão ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để trừng trị mình, nên ào tới ôm lấy mẹ. Ông Can mừng rỡ dục Thanh. Đưa mẹ con về đi, đôi co không có lợi đâu. Nhanh chóng thu xếp dọn đi ngay, đừng để cậu hai biết chuyện là nguy đó. Về đi, sáng mai chú sẽ đến đầu đường đón, để đưa cả nhà ra khỏi làng, bắt xe đi chỗ khác sinh sống. Nhanh lên, phải dỗ mẹ con nghe chưa? Thanh gật đầu lia lịa. Bà Cát lả người trên vai con trai. Thanh vội cõng mẹ, phóng như bay về nhà mình. Mấy hôm rày, không thấy anh em Thanh đi làm. Gia Bảo lo lắng lắm, định ghé nhà coi sao. Nhưng ông Can luôn miệng cản. Ông nói, cha cậu đã hay mọi chuyện rồi, đã cho người canh chừng gia đình Thanh. Nếu anh em Thanh đi làm, họ sẽ chặn đường hành hung, nên tạm thời cậu đừng đến nhà Thanh nữa. Nhất là trong thời gian này, chờ mọi chuyện nguôi ngoai rồi tính. Nhưng Bảo nhất định không nghe lời. Anh linh cảm có điều gì đó xảy ra cho gia đình Thanh, nên ông Can đành dùng kế hoãn binh. Thôi được rồi, vậy để chiều mai cậu tan làm sớm, tôi sẽ đưa cậu ghé nhà. Bảo đành phải dậy, thấp thỏm trong đợi tới chiều mai. Phần Thanh, anh nói với mẹ và em gái, thôi thì chuyện gì cũng nên gác lại sau, hãy lo cho gia đình bình yên trước đã. Anh dặn mẹ thu xếp đồ, mua một số lương thực và vật dụng cá nhân mang theo để đi đường. Sáng mai tài xế Can sẽ đến đưa cả nhà ra khỏi làng. Hàng vẫn đờ đẫn, mắt nhìn mông lung, mặc ai làm gì thì làm. Khi bà Cát đi chợ, Thanh cũng đi tìm Gia Bảo. Anh nghĩ rằng, có thể cả đời này anh sẽ không gặp lại người bạn mà anh luôn xem như hồng nhan tri kỷ của mình. Trước lúc đi xa, phải nói lời chia tay với Bảo mới được. Tất nhiên, để tránh cho Bảo không bị tổn thương, anh sẽ giấu nhẹm chuyện Bá Hộ đã làm gì với gia đình mình. Khi Thanh đến gần xưởng gỗ của Bảo, thì thấy tài xế Can chở lão Chánh vào xưởng. Không tiện xuất đầu lộ diện, nên anh đứng nép sau cánh cửa. Ông Can đưa lão Chánh vào xưởng xong, quay ra, kéo tay Thanh, quát mát. Muốn tìm đường chết hay sao? Con chỉ muốn từ giả Bảo thôi chú. Từ giả cái gì? Bảo sẽ cho con đi sao? Nghe lời chú, về đi. Ngày mai đi rồi, Bảo sẽ biết thôi. Ổn định chỗ ở xong cho chú hay, sau đó chú sẽ đưa nó đến thăm con. Bây giờ gặp nhau là không được, đừng cãi chú. Thanh tiêu nghỉu ra về, lòng buồn như lá úa. Thanh không về nhà, anh đi vòng vòng ra bờ sông, đến nơi đã từng cùng Bảo ngồi tâm sự. Anh nhớ hình ảnh Bảo ngoan hiền nép vào vai anh, thỏa thẻ những lời nhớ nhung trìu mến. Thanh biết, mối tình này, xã hội không thể chấp nhận, và khi tới tay cha mẹ của Bảo, anh sẽ không được yên thân. Nhưng tình cảm là một thứ gì đó, càng muốn gỡ ra, nó lại càng thích chặt lại. Anh mặc kệ miệng đời dèm pha dị nghị, chỉ cần hàng ngày được nhìn thấy Bảo, nghe Bảo nói cười, anh cũng đã ấm áp và mãn nguyện trong lòng rồi. Bây giờ, trốn chạy lão Bá Hộ tàn ác kia để bảo vệ gia đình là điều tất yếu. Anh là con trai trưởng, bổn phận phải lo cho mẹ và em. Anh phải biết hy sinh cái riêng của mình để lo cho gia đình. Rồi thì mọi việc sẽ qua, sẽ chìm dần vào quên lãng. Bảo sẽ quên anh mà tiếp tục sống, tiếp tục giúp đỡ nhiều người. Nếu có duyên gặp lại, nhất định anh sẽ không buông bỏ Bảo. Hoặc là khi hay tin lão Chánh mãn phần, anh sẽ tìm về. Chiều tối, Thanh buồn bã về nhà. Đến gần, anh nghe tiếng nói lao xao từ nhà mình, người ta bu đông nghẹt. Linh tính chẳng lành, Thanh ù té chạy vào, mọi người dạt ra hai bên cho anh. Thanh đứng sững như trời trồng. Trên giường, em gái anh hai mắt trợn trừng, miệng ọc ra máu tươi,
thân thể lõa lộ, rõ ràng là bị hiếp dâm. Bên cạnh, mẹ anh nằm ngửa ra, cũng đôi mắt mở trừng, hàm răng cắn chặt lấy môi trên. Cả hai đều đã chết rồi. Qua hình dáng của họ, chứng tỏ trước khi chết, họ đã trải qua một nỗi kinh hoàng khủng khiếp.